Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ Tư ngày 11 tháng 10 năm 2023, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 9 năm 2023. Tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Mục khởi nghiệp chương trình có phóng sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh sinh viên. Thời sự trong nước, Bộ Tài chính yêu cầu phân bổ hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Giao tranh căng thẳng giữa Israel và Hamas. Mexico yêu cầu Mỹ nối lại giao thương tại các cửa khẩu là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 11 tháng 10, Thường trực Chính phủ đã tổ chức gặp mặt doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang. Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 9 tháng năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, toàn quốc có 881.229 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 26.871 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2022. Có 115.935 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3.602 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp khôi phục kinh doanh là 23.260 doanh nghiệp, tăng 1.340 so với cùng kỳ năm 2022. Trong 9 tháng năm 2023, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là 165.240 doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022. Nhiều doanh nghiệp đã tiên phong, đã đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ, mô hình kinh doanh theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Trong thời gian tới, để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình phục hồi kinh tế, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, rà soát các vấn đề tồn đọng, thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc hỗ trợ vay vốn, tín dụng, thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Cùng với giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp tiếp tục đồng lòng, chung sức, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Chiều nay 11 tháng 10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu triển khai kết luận 57 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 16 ngày 14 tháng 2 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010-2020. Theo đó, qua 10 năm thực hiện kết luận số 16, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị cũng quán triệt làm rõ những điểm mới, mục đích, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện kết luận số 57 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại. Kết luận xác định công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời động viên sự tham gia tích cực của nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Thông tin đối ngoại cần đi trước có tính dự báo cao, kết hợp, hài hòa giữa xây và chống. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các tham luận của Bộ, ngành, Trung ương làm rõ chương trình hành động thực hiện kết luận số 57, các nhóm giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.
tăng cường quản lý nhà nước đối với các chương trình, dự án, phát huy hơn nữa chức năng nhiệm vụ của từng sở ban ngành địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo giải quyết kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023 được tổ chức sáng nay ngày 11 tháng 10. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị nêu rõ, trong 9 tháng năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 38.376 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm 2023 và tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2022. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 24.685,4 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.140 triệu đô la Mỹ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 75.258 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.539 tỷ đồng, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 58,57%, tăng 2,57% so với cuối năm 2022. Dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi được kiểm soát, công tác an sinh xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời các chế độ chính sách cho người nghèo, người có công. Nhiều hoạt động văn hóa lễ hội được tổ chức, đặc biệt là tỉnh đã tổ chức thành công lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị trong 3 tháng còn lại của năm 2023, các cấp ngành địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong năm 2023 và giai đoạn 2021-2025, rà soát đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhất là chỉ tiêu đạt thấp trong 9 tháng đầu năm để có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch, rà soát các cơ chế chính sách trên tất cả các lĩnh vực còn bất cập, chồng chéo, không thống nhất, gây ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương để kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch làm cơ sở để thu hút đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh, quyết liệt thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, trong đó tập trung hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các mỏ vật liệu, mỏ đất đắp, bãi đổ thải để phục vụ dự án, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử. Sáng nay 11 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 9 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Trong 9 tháng năm 2023, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã bám sát nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, định hướng hoạt động của Trung ương hội, triển khai các hoạt động sát với tình hình thực tiễn bằng những mục tiêu giải pháp cụ thể. Các cấp hội phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức thăm tặng quà đơn vị kết nghĩa cán bộ hưu trí, phụ nữ trẻ em nghèo, các đối tượng chính sách với 6.539 xuất quà, trị giá 2 tỷ 610 triệu đồng, trao số tiền đỡ đầu hàng tháng cho 468 lượt cháu mồ côi với hơn 362 triệu đồng, trao vốn khởi nghiệp khởi sự kinh doanh cho 372 hội viên phụ nữ với số tiền hơn 4 tỷ đồng, giới thiệu việc làm cho 341 phụ nữ làm việc tại địa phương và các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cũng tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và 5 năm thực hiện đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2023. Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk yêu cầu triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án, các cuộc vận động do Trung ương Hội, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, triển khai thực hiện 4 gói chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đẻ an toàn và chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân và trong hội viên phụ nữ. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chư Mờ Ga vừa tổ chức hội nghị lần thứ 16. Đánh giá tại hội nghị cho biết, 9 tháng năm 2023, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, góp phần ổn định xã hội và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn. Giá trị tổng sản phẩm của huyện Chư Mờ Ga trong 9 tháng ước đạt 8.733 tỷ đồng, bằng trên 61% kế hoạch. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.295 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn ước đạt 4.898 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 210 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch.
văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện Chư Mờ Ga có thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 57 trường. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Trong 9 tháng, toàn huyện kết nạp được 72 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Bên cạnh đó, huyện cũng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác. Trong 9 tháng đã tiết kiệm được trên 744 triệu đồng, giải ngân xây dựng 22 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Sáng nay 11 tháng 10, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác cải cách, kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hướng dẫn rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa mẫu đơn tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác, hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia, giới thiệu bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công theo thời gian thực hiện môi trường điện tử theo quyết định số 766 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đã bắt đầu được hơn một tháng, tuy nhiên ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của một bộ phận phụ huynh và học sinh vẫn còn hạn chế, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Có mặt tại nhiều cổng trường trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, dễ dàng bắt gặp tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Phổ biến vẫn là các lỗi như không đội nón bảo hiểm khi đi xe gắn máy, xe đạp điện, đi ngược chiều. Khi mà tan trường ấy, thì có nhiều những cái tốp, những cái các em học sinh kể cả trong và ngoài trường cũng có gây ra những cái mất trật tự an toàn giao thông, rồi mất trật tự về xã hội. Việc phụ huynh đưa đón con đến trường bằng xe ô tô ngày càng phổ biến, trong khi hạ tầng giao thông còn hạn chế. Hàng ngày vào giờ tan học, khu vực quanh các trường học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Ngoài ra, nhiều học sinh điều khiển xe máy, xe đạp điện ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định vẫn còn diễn ra. Để hạn chế xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến các em học sinh, lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, chính quyền các địa phương, các nhà trường, triển khai các phương án, kế hoạch nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường tập trung nhiều trường học, tại khu vực xung quanh và cổng trường. Nhà trường đã thành lập cái tổ an toàn giao thông, trong đó phân công các cái thầy giáo của nhà trường ra cổng để mà hướng dẫn xe cộ cho phụ huynh, đặc biệt là khi ô tô rất nhiều, cái lưu lượng rất là lớn thì tất cả những thầy giáo này mở cửa cho ô tô để đưa học sinh xuống, để học sinh xuống và xe đi ngay. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành có liên quan, các nhà trường đã tích cực tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Ngoài ra, phụ huynh cần kiên quyết không giao xe cho con em điều khiển đến trường khi chưa đủ các điều kiện theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Đắk Lắk còn chú trọng hoạt động nghiên cứu hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên. Được sự quan tâm của các nhà trường thông qua các hoạt động, cuộc thi, các dự án khởi nghiệp của sinh viên cho thấy tính thiết thực, hiệu quả và thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên. Vượt qua nhiều ý tưởng khác, dự án thiết bị hỗ trợ gõ sầu riêng của nhóm sinh viên sư phạm vật lý K21 Trường Đại học Tây Nguyên đã giành giải nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 dành cho cán bộ học sinh sinh viên do nhà trường tổ chức. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nông nghiệp, sinh viên Phạm Ngọc Trung Nguyên thấy mỗi năm nhà mình đều phải thuê người gõ kiểm tra độ chín sầu riêng trước khi thu hoạch, tốn khá nhiều chi phí.
Nguyên và các bạn trong lớp đã nghiên cứu và tham khảo ý kiến của các thầy cô trong khoa, rồi bắt tay vào thực hiện dự án thiết bị hỗ trợ gõ sầu riêng. Sau khi hoàn thành, nhóm của Nguyên đi khắp các vườn sầu riêng để thí nghiệm, vận hành thử nghiệm. Kết quả cho thấy hệ thống có thể đạt hiệu quả đến 80%. Hiện các thành viên trong nhóm đang nâng cấp để đưa thiết bị vào sử dụng. Và em sẽ ghi âm đầu tiên một cái phổ âm thanh đầu là phổ đấy là phổ gốc. Sau đấy thì sẽ đưa vào máy để máy nó sẽ lưu lại. Và sau đấy là sẽ cái máy đấy sẽ đem đi gọi những cái sầu riêng khác. Và cái âm thanh của cái sầu riêng đấy nó sẽ so sánh với cái âm thanh gốc. Và sau đó nó sẽ cho ra kết quả. Có cùng đam mê kinh doanh, nhóm học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông Thực hành Cao Nguyên đã thử sức trong sân chơi khởi nghiệp với sản phẩm len handmade. Đến với cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho học sinh sinh viên của trường Đại học Tây Nguyên, các em đã xây dựng kế hoạch kinh doanh gồm các nội dung, ý tưởng kinh doanh, giải quyết vấn đề phân khúc khách hàng, chi phí từ khâu sản xuất đến khi bán sản phẩm ra thị trường. Đối với các em học sinh khối trung học phổ thông, để thực hiện ý tưởng này là cả một sự nghiên cứu tìm tòi. Chúng em còn đang đi học nên là cái thời gian để có thể duy trì một cái cửa hàng gọi là chính thức thì nó rất là khó. Và cái nguồn khách hàng của bọn em thì nó cũng đến từ học sinh ở trong cái khuôn viên nhà trường thôi thì nó rất là giới hạn. Nên là bọn em cũng phải đi tìm hiểu và kết nối được những cái khách hàng của các tỉnh khác. Ngoài ra thì cái khó khăn nữa là chúng em cũng chưa có cân đối được việc bán và việc học nên là sẽ hơi khó. Còn về thuận lợi thì chúng em cảm thấy nó rất là thuận lợi khi mà bởi vì chúng em còn trẻ thì chúng em có nhiều thời gian để đầu tư vào các sản phẩm. Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên thời gian qua, Trường Đại học Tây Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Một trong những hoạt động nổi bật là cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho học sinh sinh viên. Năm 2023, cuộc thi đã thu hút 25 ý tưởng dự án với 100 sinh viên tham gia. Qua vòng thi sơ loại, ban giám khảo đã chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết. Thông qua cuộc thi, nhiều ý tưởng dự án khởi nghiệp có tiềm năng của sinh viên đã được nhà trường tiếp tục hỗ trợ để có thể tiếp cận gần hơn với các đơn vị doanh nghiệp và tham gia vào sân chơi khởi nghiệp lớn hơn. Thì xác định là một cái thành tố quan trọng trong cái hệ sinh thái của trường của tỉnh Đắk Lắk. Cho nên rằng là chúng tôi luôn luôn quan tâm tới cái hoạt động đổi mới sáng tạo trong sinh viên, những người trẻ, những người mà có thể là có những cái thất bại trong khởi nghiệp nhưng mà họ sẽ thành công khi mà họ có đủ kinh nghiệm, đủ kiến thức và có đủ các cái điều kiện khác. Có thể nói các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy tiềm năng sáng tạo, tư duy năng động trong phát triển kinh tế của học sinh sinh viên. Từ đây nhiều ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên sẽ được hiện thực hóa, nhân rộng, góp phần đồng hành với thế hệ trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp trên mảnh đất quê hương.